Rồi, con nhìn thấy trên màn hình chưa? Rồi, con nhìn thấy bài tập trên màn hình chưa? Can you see anything on the screen? Rồi, thầy cho con 1 phút để quan sát tấm hình nha, trước khi mình nghe phần bài tập thứ nhất. Con nghe rõ không? Âm thanh con nghe Dạ rõ rõ. không? Dạ rõ. Rồi, good. Con nhìn rõ trên màn hình không con? Nhìn thấy rõ đề bài trên màn hình không? Dạ thấy rõ. Rồi. Okay, now listen. Are you ready for listening? Yes. Now listen. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, this is Mountain Village Radio, and on today's program, a man will tell us about his job. Now, first tell us your name, please. It's Robert. I spell it Robert. Can you see the answer? Now you listen and write. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot, and I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes, and I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. Now listen to part two again. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot, and I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes, and I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. That is the end of part two. Rồi, có bạn nào trả lời được hết, điền được hết vào 5 câu trong đề bài tập chưa? Có ai không? How about you? Hải Yến, con làm được hết 5 câu không? Dạ con. Dạ con còn 3 câu rồi. How about you, Khánh Linh?
Rồi thầy cho nghe lại lần nữa nha. Nhưng bây giờ mình tìm hiểu sơ qua các câu hỏi nè. Number one, ai đọc giùm thầy câu số 1 coi, number one là gì vậy? His age is. Như vậy mình điền cái gì vào ở đây, thông tin gì ở đây? Con thầy. Rồi nói luôn đi con. Dạ thưa thầy là 27. Ý thầy hỏi là cái chữ yes. His age is là hỏi về cái gì vậy? Đúng dạ, rồi. Dạ thầy là ông ta mấy tuổi rồi? Đúng rồi, độ tuổi của ông ấy là cái chữ age có nghĩa là độ tuổi nha. Cái chữ age có nghĩa là độ tuổi. Very good, một lát mình nghe lại. Một lát mình nghe lại để mình điền, con có thể điền con số cũng được. Còn nếu mình điền chữ thì phải viết nó hơi dài một chút. Thế thì phải viết cho đúng, nếu mà viết sai một chữ là mất điểm. Number 2 thì dễ rồi đúng không? Number 2, người khác coi, câu này nghĩa là gì? His job is, nghĩa là gì? Người khác được không? His job is là thông tin gì về cái gì vậy? Rồi, ai biết thì mở mic lên. How about you? Dạ thưa thầy là việc làm của anh ta là gì? Very good, đúng rồi, công việc làm. Job có nghĩa là công việc làm. À, câu số 2, cái từ job có nghĩa là công việc làm. Một lát mình nghe được cái danh từ chỉ nghề nghiệp nào mình nghe được thì mình điền vô đây. Number 3, business he works for. Business he works for. Mình điền thông tin gì? Number 3, who knows? Can you, Trúc? Business he works for. Nghĩa là mình điền thông tin gì vào? Câu số 3. Thế nghĩa là ông ấy làm việc cho hãng nào hay là công ty gì nha. Ông ấy làm việc cho hãng nào hay là công ty gì đó. Tên của hãng đó, tên của công ty đó nha. Number 4, each month he works. Each month he works. Rồi ai đoán được câu số 4 mình điền thông tin gì? Who knows? Ai biết mở mic lên trả lời luôn. Who knows? Rồi, hello Minh Nhật. Chào thầy. Hello con. Rồi mình mới bắt đầu bài nghe số 1 nha con. Rồi quan sát cái bài tập số 1. Thầy đang giải thích tới câu số 4. Câu số 4 là gì con biết, con nói luôn với Minh Nhật. Each month he works có nghĩa là gì con? Thông tin gì về ông ấy? Anh ấy làm ông ấy làm việc sao? Nghe nè. Có nghĩa là ông ấy mỗi tháng ông ấy làm việc bao nhiêu ngày. Một lát mình nghe thông tin.
con số bao nhiêu này, mình điền con số vào. Very good. Now number 5. He likes visiting. He likes visiting. Rồi câu này nghĩa là gì? Ai biết? Who knows? Who knows? Rồi ai biết thì mạnh dạn giơ tay nha. He likes visiting. Ông ấy thích viếng thăm. Một lát mình nghe địa điểm gì hoặc là thông tin về địa điểm nào đó thì mình điền vào đây. Ok, now listen again. Bây giờ nghe lại lần nữa nha. Listen one more time. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, this is Mountain Village Radio. And on today's program, a man will tell us about his job. Now, first tell us your name, please. It's Robert. I spell it R-O-B-E-R-T. Can you see the answer? Now you listen and write. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot, and I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes. And I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. Now listen to part 2 again. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot, and I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes, and I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. That is the end of part 2. Thầy ơi, con chưa nghe chữ câu cuối á thầy. À, chưa nghe được câu cuối rồi. Ngoài bạn mình ra còn ai đã hoàn thành được hết các câu chưa? Có ai hoàn thành được hết các câu chưa? Ai hoàn thành được hết các câu con gõ vào ô chat please. I'm done, I'm finished. Còn nếu mình làm được 4 câu thì mình gõ number 4 cũng được nha. Làm được 5 thì gõ number 5. Ok, chúc ok. Number 4. Làm được 4 câu là cũng giỏi rồi nha. Who else? Hải Yến. Rồi, cho nghe lần cuối. Listen for the last time. Nghe lần cuối rồi mình cùng sửa bài nha. Ngày Minh Nhật làm được hết chưa?
Bên Nhật làm được hết không? Con làm được 4 câu. Rồi, rồi, listen again. Listen again. Con còn thiếu câu nào? Con còn thiếu câu nào Minh Nhật? Con còn câu 5. Rồi, listen again. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, this is Mountain Village Radio. And on today's program, a man will tell us about his job. Now, first tell us your name, please. It's Robert. I spell it R-O-B-E-R-T. Can you see the answer? Now you listen and write. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot, and I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes, and I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. Now listen to part two again. Rồi mình cùng sửa bài nghe. Number one, his age is. Rồi như vậy là câu số 1, con điền thông tin cậu ấy bao nhiêu tuổi. Who can tell me? Who can tell me? Nãy giờ mình ghi chú, con ghi... Dạ thưa thầy. How old is he? Rồi con trả lời đi. How old is he? Dạ thưa thầy. 27 years old. 27 years old. Very good. Very good. Rồi. Có bạn nào có điền số nào khác nào? 27. Good. 27. Right, 27. Okay. Now, number two. His job is. What does he do? Tức là hỏi công việc làm của cậu ấy đó. What does he do? Hay là what is his job? Ai trả lời giùm thầy number 2? Con cho thầy. Rồi, người khác đi. Ai biết? Rồi, Trúc. Trúc làm. Dạ. The job, the his job is pilot. Oh, very good. His job is a pilot. A pilot là công việc gì vậy? A pilot là... Yeah. Oh, very good. A pilot. Right, very good. Chúc làm. Good. Rồi, sang câu tiếp theo. Business he works for. Which company does he work for? Câu này giải thích rồi nha.
Như vậy mình điền tên cái hãng hoặc là công ty cậu ấy đang làm việc. What is his name? Tên thầy, ai câu, câu số 3 con biết. Thầy ơi, câu số 3 con biết nhưng mà con không có biết đọc nó sao. Thầy, con đánh vần rồi thầy nha thầy. Can you spell? Rồi, đánh vần đi. Đánh vần rồi. P U R A M I D Rồi, thầy thấy. Thầy thấy là rồi, thầy thấy đơn đánh vần là có chỗ sai nha. Chú ý sửa theo nè. Well, còn bạn nào không? Bạn nào khác đánh vần được không? What company does she work for? Ai viết được thì đánh vần lên coi. Hoặc là đọc luôn từ đó. Can you? Khánh Linh. Can you? Can you? Minh Nhật. Dạ thưa thầy là Pyramid. Đánh vần được rồi. Pyramid. Pyramid. Rồi đánh vần coi. P Y Ok. A Good. Hi. Em. Good. E. What else? I. Đọc là I. What else? D. Very good. I. Đủ rồi con. Cái từ này người ta đọc là pyramid. Trong bài nghe mình nghe là pyramid. Nhưng có người đọc là pyramid cũng được nha, pyramid hay là pyramid cũng được. Còn cái chữ E người ta cho mình sẵn rồi. Như vậy mình chỉ điền chữ pyramid là được rồi nha. Pyramid là từ nào có nghĩa là gì ai biết không? Cái tên là pyramid nghĩa là gì biết không? Pyramid. Kim tự tháp. Đúng rồi. Kim tự tháp nha. Gì đó? Rồi, hồi nãy ai đánh vần chưa có đúng á. Con chú ý viết cho chính xác chữ Pyramid. E tức là hãng hàng không đó con. E ở đây là hãng hàng không á. Pyramid E. Rồi, number 4. Each month he works. Hồi nãy thầy giải thích rồi ha. Con điền vào con số là bao nhiêu ngày đây? Who knows? Dạ thưa thầy là 20 day. Như vậy mình điền chữ gì? Số bao nhiêu con? Số bao nhiêu? Điền bao nhiêu? 20. Excellent. 20. 20 days. 20 days. Very good. Rồi, câu cuối cùng là nó khó là bởi vì mình biết cái từ nó hơi dài đúng không? He likes visiting. Rồi, ai điền được câu này rồi? He likes visiting. What? Giờ điền chữ gì đây? Rồi. Lam. Can you? Dạ, con không có chắc. Rồi, cứ nói đi. Interesting things. Interesting là đúng rồi. Chữ gì nữa? Hai chữ luôn. Interesting. Interesting plans.
places, chứ không phải plane. Places nha. Interesting là đúng rồi đó. Interesting. Rồi, chữ này con đọc là places, là những nơi hết sức là đẹp, hết sức là thú vị nha. Interesting places. Interesting places. Ở đây là chữ I. Y ngắn đó. Rồi. Interesting places. Rồi đúng rồi, cái câu số 5 thì nó hơi khó. Nếu như bạn nào mà không thuộc chữ là mình có thể viết nó không đầy đủ, hoặc là viết sai chính tả cái chữ interesting đó nha. Interesting nó mang nhiều nghĩa lắm nha. Có thể là thú vị, có nghĩa là rất đẹp, vân vân. Interesting places. Bài như vậy con vừa xong bài tập nghe thứ nhất. Con có thể ghi chú và check lại trong vở của mình bài tập thứ nhất nha. Sau đó đi tiếp. The second exercise. The second listening exercise. Rồi, con nhìn thấy bài tập số 2 trên màn hình chưa? Can you see the exercise on the screen? Nhìn thấy nó chưa? I give you 1 minute for your observation. Con quan sát trong vòng 1 phút đi. Rồi nhìn những cái danh lam thắng cảnh này thì mình có thể đoán nó là những nơi nào. Để lát nữa mình nghe, mình xác định là nhân vật nào trong bài nè thích đi đến tham quan du lịch gì đó ở những nơi nào khác nhau, thì mình sẽ chọn đáp án A, B, C, D. Để cho thầy biết A là gì con. Can you guess? In the mountain. In the mountain. B. How about image B? Dạ thưa thầy là farm, trang trại. Farm. Very good. C. How about image C? Forest. Yeah. In the forest. And how about image D? City. City. Good. Image E. Beach. Beach. At the beach, on the beach. How about F? Can you guess? What is the picture F? Where is it? Desert. Okay, desert.
Desert, đọc là desert nha. Desert, good. Desert là gì con? Desert là ở đâu ạ? Desert là ở đâu ạ? Ở sa mạc. Very good. Sa mạc. Very good. Image G. G. Village. Hả? Village, đúng rồi. Village. 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 And how about H? H. How about H? Waterfall. Waterfall. Okay. Rồi, now listen. Are you ready? Now listen. Part 3. Listen and look. There is one example. Where does each person like to go? William, do you have a favorite place to go? Sure. I like going to lots of places, but my favourite's the beach. What do you do there? I like swimming and finding shells in the sand. Can you see the letter E? Now you listen and write a letter in each box. What about your mum? Where does she like to go? Well, she likes going shopping. Does she go shopping in the city? No, she likes walking round the quiet streets of the village best. You've met my brother, right? Yes, he's nice. His favourite place is up in the mountains. He likes climbing and watching the birds. How fun! What about your dad? Well, he likes the old farm. He lived there when he was young. You went there on holiday, right? Yes. Now my uncle and aunt live there. Your cousin lives there too, doesn't she? That's right. But she loves to go out to the forest. Why is that? Because she loves the trees. And your sister, doesn't she like going to the river? Yes. But that's not her favourite place. Where does she like to go then? The desert. She loves hot weather. Now listen to part 3 again. What about your mum? Where does she like to go? Well, she likes going shopping. Does she go shopping in the city? No. She likes walking round the quiet streets of the village best. You've met my brother, right? Yes, he's nice. His favourite place is up in the mountains. He likes climbing and watching the birds. How fun! What about your dad? Well, he likes the old farm. He lived there when he was young. You went there on holiday, right? Yes. Now my uncle and aunt live there. Your cousin lives there too, doesn't she? That's right. But she loves to go out to the forest. Why is that? Because she loves the trees. And your sister, doesn't she like going to the river? Yes. But that's not her favourite place. Where does she like to go then? The desert. She loves hot weather. That is the end of part 3. Rồi, bạn nào đã hoàn tất điền hết các câu của bài tập nào? Dạ con.
I eat very good. Plum very good. Who else? Minh Nhật very good. Who else? Oh, I see. Hưng Long good. Rồi. Thế thì mình cùng kiểm tra lại nghe. Cho nghe thêm lần cuối đi. Ai còn sót câu nào thì mình nghe lại câu đó lần nữa. Còn những bạn khác xong rồi thì mình cùng kiểm tra lần cuối nha. Sau đó cùng sửa bài luôn. Now listen for the last time. Nghe lần cuối. Listen again. Part 3. Listen and look. There is one example. Where does each person like to go? William, do you have a favorite place to go? Sure. I like going to lots of places. But my favourite's the beach. What do you do there? I like swimming and finding shells in the sand. Can you see the letter E? Now you listen and write a letter in each box. What about your mum? Where does she like to go? Well, she likes going shopping. Does she go shopping in the city? No, she likes walking round the quiet streets of the village best. You've met my brother, right? Yes, he's nice. His favourite place is up in the mountains. He likes climbing and watching the birds. How fun! What about your dad? Well, he likes the old farm. He lived there when he was young. You went there on holiday, right? Yes. Now my uncle and aunt live there. Your cousin lives there too, doesn't she? That's right. But she loves to go out to the forest. Why is that? Because she loves the trees. And your sister? Doesn't she like going to the river? Yes. But that's not her favourite place. Where does she like to go then? The desert. She loves hot weather. Now listen to part 3 again. Rồi, con cùng sửa bài nha. Number 1. Đầu tiên là nhắc tới nhân vật nào nè. And where does she like going? Con đi này. Rồi con, đầu tiên nhắc tới nhân vật nào? Dạ thưa thầy, là người mẹ William Mum. Rồi, Mum, William's Mum. Where does she like going? Where does she like to go? Mình hỏi. Dạ thưa thầy, là người mẹ thích mua đi shopping ở ngoài làng. Number 3. Con chọn letter nào? Con chọn letter G. G, very good. Yeah, she likes going shopping in the village, in the quiet village. Đúng rồi. Như vậy mình điền vào letter G. Very good. Very good. Nhân vật tiếp theo. What is the second character? And where does he or she like to go? Now, who else? Người nào khác không?
Wales? Con đi Hải. Con đi Hải. Rồi Hải ý nhường cho bạn. Rồi, dạ thưa thầy. Cúc Lam. Dạ là anh trai của William. Yeah, William. William brother. Đúng rồi. Where does he like to go? Anh ấy thích đi lên núi. Như vậy in the mountain. Đúng rồi. He likes going to the mountains and watch the birds. Very good. Đáp án A. Đáp án A là đáp án đúng nha. Good. Rồi, đáp án A. Very good. Who is next? Người tiếp theo là ai? Who is next? Con đi Hải. Who else? Có ai khác không? Con đi Hải. Nhìn bạn đi. Có, rồi, Hảo Nam. Hảo Nam. Tell me. Nhân vật tiếp theo. Và... bạn ấy thích làm gì nè? Rồi con mở mic nói đi. Mở micro lên đi. Chưa nghe được. Rồi chưa nghe được. Rồi, Minh Nhật, please. Minh Nhật, please. Dạ, thưa thầy. Thưa thầy là Dad. Ok, Dad, William's Dad. Where does he like to go? Dạ, thưa thầy là nông trại. Very good. He loves the farm. He loves the old farm. Như vậy con chọn đáp án nào vậy? Letter B. Letter B. Very good. B. Thank you. B. Very good. Rồi, tiếp theo là nhân vật nào? Con đi thầy. Rồi, con nói luôn đi. Dạ, nhân vật tiếp theo là William's cousin. William's cousin. Very good. William's cousin. Right. Where does she like to go? Where does she like to go? She like go to the forest. Yeah, very good. She likes going out to the forest. Very good. Chọn đáp án nào. Letter. Let's see. Oh, let us see. Very good. Rồi, như vậy cuối cùng còn lại là ai? William's sister. William's sister. Where does she like to go? Cuối cùng bạn ấy đi đâu nào? Thích đi đâu nào?
Where does she like to go? Rồi, ai chưa trả lời? How about you? Rồi. F hả? Hưng, Hưng Long hả? F. F. F là ở đâu? À, very good. F là ở đâu con? F là ở đâu vậy? Very good. Đáp án F. F là the desert. The desert. Sa mạc nha. The desert. Very good. William's sister likes the desert because it is hot. It is hot all year around the year. Around the year. Very good. F. Rồi, thầy thấy bài này con nghe rất là tốt nè. Ok, are you ready for the next exercise? Con qua một bài tập tiếp theo. Bài tập tiếp theo thì mình làm bài tập rèn kỹ năng đọc và viết nha. Are you ready? Rồi, con có nhìn thấy bài tập trên màn hình chưa? Rồi, con nhìn thấy trên màn hình chưa? Yes. Rồi. I give you 5 minutes for your reading through the text. Con có 5 phút con đọc bài. If you have any new vocabulary, don't hesitate to tell me. Nếu có phát hiện thêm từ nào cần giải thích thì hỏi liền nha, để mình có thể hoàn tất 7 câu bài tập bên dưới. Có nghĩa là con sẽ phải điền thêm vào để cho nó hoàn chỉnh câu của mình, được không? Rồi, 5 phút bắt đầu.
Rồi ngoài một số các từ thầy gợi ý trong bài đó, con còn có thêm từ nào chưa rõ hoặc chưa biết có thể hỏi coi nào. You can ask me if there is any new vocabulary in the passage. You can tell me about any new vocabulary in the text. Rồi thầy gợi ý một số các từ thầy có gặp dưới trong bài nghe. Ngoài ra có thêm từ nào thì mình phải hỏi.
Rồi, một số từ gợi ý. Có ai cần bổ sung thêm thì con hỏi nha. Thầy một số từ gợi ý thầy thấy có trong bài. Nhất thiết mình phải rõ thì mình mới hiểu đúng nội dung bài tập đọc nha. A music show. Đó, thầy có gợi ý pointed at. Ở đây người ta dùng dạng quá khứ nên người ta thêm cái đuôi ed nha. Pointed at. Chú ý với từ at được dùng ở đằng sau chữ point. Chú ý có giới từ at đằng sau được dùng sau động từ point. A cafe, đây là chữ viết tắt nữa ra. Viết tắt của cái chữ cafeteria. Viết tắt của chữ cafeteria. À, cái chữ này là chữ tiếng Pháp. Nó viết tắt. Turn round. Trong bài con thấy người ta dùng quá khứ thì người ta thêm ed. Turn round. Động từ bất quy tắc tiếp theo mình có động từ draw, rule. Trong bài con thấy người ta dùng dạng quá khứ là chữ thứ hai đó, chữ này nè. Con đọc là rule. Này là draw, draw, rule. Tương tự mình có động từ bất quy tắc take, took, take, took. Rồi quá nghèo, còn thêm chữ nào nữa không? Rồi nếu trong lúc sửa bài ai có hỏi thêm thì bổ sung. Who can tell me number one? Ai đọc dùm cho thầy câu hoàn chỉnh thứ nhất rồi. Who can complete the first sentence? Hoàn chỉnh, hoàn thành câu đầu tiên. Con sẽ thêm chữ gì vào, thêm cụm từ nào vào để hoàn thành câu số 1. Who can? Who can? Đó, câu số 1 rất là dễ mà. Number 1 cũng khá dễ mà. Ai làm được? Là Minh Nhật làm trước câu số 1. Minh Nhật. Dạ. Yeah. Là câu that số 1. That hot that bug bug name was doesn't sound very cool. À, chưa được. Con điền như vậy thứ nhất là nhiều từ. Nhiều từ, cái thứ hai là chưa đúng về mặt ngữ pháp ha. Câu này đơn giản thôi mà. Chắc nghĩ là tên của Bob thì thế nào? Mình chọn một tính từ là được rồi. Một chữ thôi cũng được rồi. Chọn chữ nào? Who can tell me? À, điền chữ nào? Một tính từ. Strange.
Strange, con điền từ này nè. Strange. Strange nghĩa là gì con? Strange nghĩa là gì? Từ này có gặp bao giờ chưa? Từ này có gặp bao giờ chưa? Ai biết? Không biết thì nhớ bổ sung vô. Strange. Từ này nghĩa là gì? Kỳ lạ nha. Strange. Kỳ lạ. Nè, từ này cũng có trong bài nè. What a strange name for a singer. À, tức là cái tên này lạ đối với một ca sĩ nha. À, tức là chưa từng nghe tên ca sĩ nào như vậy đó, ý là như vậy. Rồi, câu số 2. Who can tell me? Number 2. Số 1 con chỉ điền một từ là đủ rồi, không cần biết nhiều từ là nó sẽ sai về cấu trúc ngữ pháp. Number 2. Rồi, gợi ý điền hai từ. Ai có thể điền được hai từ? Who can? Jack like blah 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 a lot. Hai từ đó cũng ở trong bài thôi. Who knows? Who knows? Can you? Trúc Lam, can you? Can you? Number 2. Rồi, con cùng sửa bài vô nha. Rồi, con điền hai từ. Nếu con đọc kỹ thì mình thấy có hai từ là Bob's song. Bob's song. Những ca khúc của Bob. Bob's song, viết cho đúng nè. À, bạn ấy rất thích các ca khúc của Bob. Jack liked Bob's song a lot. Con điền hai từ thôi, Bob, nhưng mà chú ý dùng thêm cái tính từ, dùng cái dạng sở hữu Bob's, không phải S nha. Bob's. Number 3. They went to blah 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 after the show. Câu này càng dễ nữa. Sau buổi trình diễn thì họ đã đến đâu? À, câu này càng dễ nữa. Cafe. Đúng rồi, very good. Con thêm chữ ở vô nghe. They went to a cafe. Cafe là gì vậy? Con có viết được cái phần từ vựng ở trên chưa? A cafe là gì con? A cafe là gì? Thưa thầy, là quán ăn tự phục vụ. À, very good. Rồi, a cafe. Rồi, very good. After the show, they went to a cafe. Number 4. Number 4. Jack's mom wanted to eat some. Who knows?
ai biết thì có thể đọc to lên. Uno. Nói chung con đọc kỹ nha, phải đọc kỹ thì con thấy các từ này nó đều xuất hiện trong bài cả thôi. Rồi. Jack's mom wanted to eat some. Con chỉ cần điền một chữ cake cũng được. Some cake. Cũng đúng luôn nha, some cake. Còn nếu muốn điền nhiều hơn một chữ thì con thêm vào đằng trước nó nè. Some. Some. Her favorite cake. Some her favorite cake. Nếu muốn điền thì con phải điền thêm hai chữ nữa à, còn không chỉ cần điền một chữ khác là được, là đã đúng rồi. Jack's mom wanted to eat some her favorite cake. Chữ her favorite muốn thêm vào thì thêm, còn cái chữ khác là bắt buộc phải điền vào đó nha. Rồi, number 5. Who knows? Number 5. Bob was standing. Bob was standing. Who knows? Mình có cụm từ gì có nghĩa là đằng trước con? Mình có cụm từ gì có nghĩa là đằng trước? Đứng đằng trước. In front of. Ờ, đúng rồi. Học bây giờ tao thấy mày ra. In front of. Điểm cái chữ in front of là bởi vì bạn Bob này nè, ca sĩ này là đứng đằng trước cậu. Đi ngủ đi. In front of. Bên học ba mày đi. Hả? Qua bên này tao vũ vô tao dẹp đồ. Rồi. Trả lời xong tắt đường micro đi con. In front of. Rồi, number 6. Number 6. Bob likes the cake because it's. Rồi, câu số 6, ai điền nốt để hoàn thành câu. Ừ. Một chữ, thầy gợi ý một chữ. Chữ gì? Delicious. Delicious, very good. Delicious, bởi vì nó ngon nha. Bởi vì nó ngon, mình điền chữ delicious vô thôi. Delicious. Bởi vì nó ngon nha, nên cậu ấy rất là thích bánh ở đây. Rồi làm nốt câu cuối cùng. Number 7. Rồi, gợi ý cho con number 7 mình điền 3 từ. Đó là 3 từ nào trong bài? Điền 3 từ, đó là 3 từ nào trong bài? Who knows? Thì Bob drew a picture. Very good. Đúng rồi, con đọc là drew. Con đọc là drew, đừng có đọc là Drew nha, đọc là Drew. Đúng rồi, a picture. Very good. Rồi, cái for check thì người ta đã viết chặt sẵn cho mình rồi. Được không? Rồi. Như vậy hôm nay con làm được một số các bài tập nghe và bài tập đọc hiểu.
Nó không đến nỗi khó đâu nghe, nhưng mà mình phải làm và mình nhớ về xem lại để mình quen với cách làm bài của nó. Đây cũng là một dạng trong bài kiểm tra sắp tới đó nghe. Được không? Nhớ về xem lại. Ai mà có thời gian thì con nhớ xem lại video nghe. Ok, goodbye for now. See you next time. Goodbye, hãy. Ok, goodbye. See you.